chia sẻ cho quý vị cái bộ bàn trà. Bộ bàn trà này quý vị có thể thấy được, nó là một bộ bàn trà. Nếu chúng ta nhìn bình thường thì chúng ta sẽ nghĩ đó là một bộ bàn trà phổ thông thôi. Thế nhưng mà thưa với quý vị là không hề phổ thông thì làm. Những bộ bàn trà như thế này để mà kiếm trên thị trường chắc chắn là sẽ không có bộ thứ hai. Và đặc biệt thì bộ bàn trà này được làm trên cái chất liệu bằng gỗ lưu nghiến, một trong những cái dòng gỗ cao cấp, hay người ta còn gọi là gỗ ngọc nghiến. Nói đến gỗ ngọc nghiến hay là nói đến gỗ lưu nghiến thì thực sự mà nói là chúng ta dùng muôn đời không bao giờ hỏng, không bao giờ muốn mọt. Vậy thì bộ bàn trà này chúng ta sẽ để ý kỹ, chúng ta sẽ thấy được cái giá trị của nó. Cái giá trị đặc biệt đó chính là lưu hoa. Quý vị nhìn thấy lưu hoa ở đây là quý vị thấy ngay được cái giá trị của nó. Hai nữa là cái phong cách thiết kế nó đặc biệt và đẳng cấp. Mặt liền là một tấm gỗ liền luôn, mặt bàn cũng vậy. Ở dưới đế, cái mặt thứ hai của cái bàn cũng vậy, là mặt liền, không có chắc lối gì cả. Đấy. Nhìn như thế này thôi, thế nhưng mà nếu như chúng ta nhìn kỹ, chúng ta sẽ thấy là cái giá trị lưu hoa của nó. Một bộ bàn trà mà hàng VIP, hàng hiếm, hàng này tìm trên thị trường không có, thì đó là một cái giá trị khi mà chúng ta được sở hữu, đúng không ạ? Những người nào mà có điều kiện sở hữu bộ bàn trà này thì nói thật với quý vị, đó là một cái giá trị gọi là đẳng cấp, cũng như chúng ta xây một cái biệt thự. Còn bình thường người ta xây nhà cấp 4 chẳng hạn như vậy. Thế cho nên là đây cũng là một trong những cái bộ bàn trà mà tại sao chúng tôi phải chia sẻ cho anh em. Nó đẹp, nó đẹp thật sự luôn, chắc chắn, thiết kế này bắt mắt, đúng không ạ? Bây giờ muốn đặt một bộ thứ hai cũng không có, bởi vì là đi kiếm các cái phôi gỗ này nó khó lắm. Thật sự với anh em là bây giờ anh em bảo là làm cho tôi bộ thứ hai, thực ra mà nói là không có. Có những khi 2-3 năm trời mới làm được một bộ. Đấy. Chính vì cái bộ bàn trà này là bộ bàn trà có thể được đánh giá là hàng VIP rồi, không có bộ thứ hai đâu. Cho nên là anh em nào muốn sở hữu những cái hàng như thế này thì anh em liên hệ với chúng tôi. Bởi vì hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em là để cho anh em nắm được, có những cái sản phẩm ta đặt không có, có những sản phẩm chúng ta đi tìm cũng không có. Nó là cái giá trị mà nó là thực chất luôn, bởi vì có những cái sản phẩm không bao giờ tìm ra được.